Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức ngày 19 tháng 12. Mạnh Quỳnh, tôi không thể gánh trách nhiệm với con nuôi của Phi Nhung. Mạnh Quỳnh cho biết nhiều khán giả quá khích không chấp nhận anh song ca với nữ ca sĩ khác ngoài Phi Nhung nên họ sẵn sàng tràn vào trang cá nhân để miệt thị. Tôi tổn thương khi bị nói xảo trá không trung tình với Phi Nhung. Ca sĩ Mạnh Quỳnh, tôi không xác định rõ đó là fan của ai, nhưng tôi biết rằng họ từng ái mộ Mạnh Quỳnh và họ lấy cớ muốn giữ hình ảnh đẹp cho Phi Nhung. Thì thật ra điều đó chỉ đúng một phần, còn lại nó xuất phát từ lòng đố kỵ, ganh ghét. Tôi nghĩ khi đã là nghệ sĩ thì hát với ai cũng vậy, không ảnh hưởng hình ảnh gì cả, nhưng không hiểu sao họ lại bình luận thiếu văn minh như thế. Nếu tôi hát với con nuôi của Phi Nhung, mọi người không nói gì, bất cứ điều gì liên quan đến Phi Nhung đều không sao, nhưng ca sĩ nữ khác lại không được. Tôi biết điều đó là khán giả của Phi Nhung và Mạnh Quỳnh. Từ việc quá yêu thương trở thành ích kỷ, sau đó điều đó biến thành sự đặt để họ muốn mình phải làm theo ý muốn của họ. Anh có nghĩ ra cách nào để thuyết phục fan chấp nhận mình hát với nữ ca sĩ khác không? Tôi có thuyết phục bằng những lời lẽ nhẹ nhàng, nghệ sĩ chỉ làm nghệ thuật thôi chứ không ảnh hưởng đến đời sống riêng tư. Nói chung mình đã dùng hết lời lẽ để thuyết phục khán giả, nhưng tư tưởng của họ vẫn nghĩ rằng Mạnh Quỳnh phải hát với Phi Nhung chứ không được hát với ai cả. Tuy nhiên đó chỉ là một bộ phận khán giả, còn lại những fan khác đều yêu thích Mạnh Quỳnh trước rồi mới yêu Phi Nhung. Khi Phi Nhung ra đi, họ vẫn yêu thích tôi và nhớ về hình ảnh của Phi Nhung. Đó là một điều đáng mừng và trân trọng. Vậy có một số người nghiêm trọng hóa vấn đề và vượt qua quyền hạn của một khán giả đối với nghệ sĩ nên tôi không thể chấp nhận được. Khi có những fan quá khích nói rằng Mạnh Quỳnh phải lo cho con nuôi của Phi Nhung trong chặng đường nghệ thuật sau này, anh nghĩ thế nào về điều này? Khi điều đối với những con nuôi của Phi Nhung, tôi chỉ hỗ trợ, nhưng tôi không thể nào thay thế cũng như làm những điều giống như Phi Nhung đã làm được trước đó. Sau khi Phi Nhung mất, tôi về Việt Nam nhiều lần để tổ chức những chương trình có mặt của các con thay vì chỉ hát một mình như trước đây. Tôi muốn các con có chương trình để hát, làm quen với khán giả. Đó cũng là cách xoa dịu nỗi đau, mất mát khi Phi Nhung ra đi. Tôi từng chia sẻ nhiều lần đây là sự hỗ trợ tinh thần cũng như là tình cảm của mình dành cho tụi nhỏ sau khi Phi Nhung ra đi, chứ không phải là trách nhiệm của tôi. Vì tôi còn cuộc sống và gia đình ở Mỹ, tôi không thể nào về Việt Nam thường xuyên. Một lần nữa tôi xin khẳng định tôi làm mọi thứ vì tấm lòng, tình cảm của mình đối với các con nuôi của Phi Nhung, chứ không phải là trách nhiệm gì cả. Đó là cái thông tin ngày 19 tháng 12. Thực ra thì nghĩ đọc từ nãy giờ thì anh em cũng hiểu là Mạnh Quỳnh đang ở trong cái thế như thế nào. Được lòng này mất lòng người kia, nhưng tôi nghĩ hãy là chính mình nha Mạnh Quỳnh. Đừng để hãy sống về cái mục đích của chúng ta, chứ đừng sống về một mục đích của người khác. Thì đó thôi, anh em thấy hay thì đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment, và đừng quên hãy đăng ký và chung tạm biệt.